Dạ, đây là cái muốn lấy cái multipass, gọi là cái phần mà phần phụ để phụ họa cho cái điệu nhạc của mình nghe nó hay hơn. Ví dụ bài đó ba mùa mưa hay là gì đấy thì mình chọn nhấn select đây. Đó, nó sẽ chọn ở đây. Ở đây có là gì, mưa gió đây. Anh chọn vô cái mưa gió, anh bấm này. Tiếng này đánh theo. Em nói sơ cái băng tiếng luôn này. Đây là sáo, bầu, đàn tranh, cái giả tiếng đàn tranh, guitar. Ví dụ. Đó, đánh chuyên phận đánh tiếng này, led á. Tiếng brass. Phần là con gái đánh dài đánh trống. Một lần nếu ai đánh sinh theo. Số 8 là sinh. Số 3. Đó, khi mà mình thuộc được rồi, còn nếu không anh cứ ghi cho đây giùm em. Mình dán tờ giấy ghi sáo, bầu, tranh, guitar, led, điện, trống. Nhà mình có brass là mình đánh hai khúc. Rồi sinh. Nhớ cái tiếng cuối cùng khi nào cũng là tiếng nhẹ nhẹ nhất, mềm nhất cho mình đánh. Dạ, dễ nghe này. Mình muốn dày hơn á là mình nhấn vô cái echo này, harmony echo này, nó sẽ dày hơn đấy. Đó, đây rồi. Ngắt ra nó này. Dạ. Đó, cái nó bè thêm mà. Dạ, nó bè thêm nên nó hay hơn. Còn đây là sultan này, sẽ đánh vino. Khi mà mình sử dụng sultan này thì mình sẽ đánh vino, tiếng nó sẽ vang. Bây giờ em cắt sultan thì nó sẽ bị ngất. Muốn đánh vino thì tắt cái acom này, tắt cái sinta này để nó không có chạy trống theo. Đấy, nó không có đủ này. Thì mình nhấn sultan lên, mình kích hoạt lên nó sẽ đánh. Rồi nó sẽ ra, hoặc là mình chọn những cái bài nhạc trẻ, ví dụ như đây tìm lại bầu trời đấy. Với điều kiện là bật sultan này lên nó mới vang. Dạ. À, tiếng kia rồi. Dạ. Nó thay cho cái bàn đạp đó. Còn nếu mà không thì mình dùng bàn đạp thì nó chính xác hơn. Đôi khi đây nó cái này voi này thì là nó chỉnh. Voi này đây là mono này là đánh nhạc đen. Còn đây là DS, những cái hiệu ứng của nó. Giúp mình đà này. Cắt cái hiệu ứng của nó này. Nó không có hai nữa. Đó, variation này, thời gian rung này. Đó, thì hai cái này là mình dùng tùy. Có thể có không đó. Nó sẽ rung này, đó. Nó rung này, tiếng đàn nghe nó ngộ ngộ á. Đó. Còn mono này là đánh những cái tiếng đàn nhạc đen ở trong này. Anh nhấn cộng trừ một lúc rồi nó sẽ là nhạc trẻ. Đó, chỉ cần 3 băng thôi, nhiều trong kia nó còn 10 băng nữa, nhưng mà thôi em làm 3 cái cho anh dễ quản lý. Số 4 nó sẽ đánh cái tiếng mono này, đó. Sẽ kích hoạt đây này, ví dụ như đánh đồ đến đó. Đấy, em thử lấy một bài nhạc đen rồi em nó không biết thì bảo gọi anh kia anh trẻ cho. Lấy nhạc đen thì nhắn ở trong cái DJ này. Dạ, lấy bên này là lấy nhạc trẻ nha, cộng trừ lúc lấy nhạc trẻ rồi. Cho nhạc trẻ là mình thấy ví dụ tiếng số 4, tiếng số 3 này. Cái bài bay á nó ra này. Bài thông minh á.
B không? Đó. Dạ. Thì cái karaoke đánh là đánh đàn này, dạ. Âm thanh dạ. Của dạ. 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 Yamaha đó. Anh đi đánh đám cưới cũng mấy cái đàn này không á? Là đánh kiểu đấy thì nó ngoài ra thì nó thay cả dàn nhạc luôn. Dạ, nó thay cả dàn nhạc chính xác. Thì nó thay cả dàn nhạc. Thay nó hơn, nó thay cả dàn nhạc. Đó, ngoài ra đây là intro. Anh tính là lấy cái intro bài để mình học thêm ở trong này. Đấy. Em ghi ở trong này là intro bài. Đấy. Đó, anh Tuấn học những cái bài trong này, ví dụ như là E hay là A chẳng hạn đấy, anh ở đầu xong em cuối xong gì gì đấy ha. Anh kéo đây này ha. Anh kéo hoặc là anh dùng cái này anh di chuyển qua cũng được. Đó, chọn ra đấy rồi mình di chuyển qua. Hoặc là dùng cái này kéo. Đó, ví dụ như đó, quá trời luôn. Cái này mình học nhạc lý học tiếng. Dạ không, học mình đánh theo mà đánh chơi ấy mà, ví dụ như bọn em quăng ở lên đó rồi, cho cái bài gì em dạy thì đánh bên này là hợp âm gì 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 đó thì mình bấm theo thôi. Chạy này. Đó, chạy intro, nhắn intro. Nó tự chạy cho mình. Tí nữa gọi lại nhé. Tí nữa gọi lại mình đang bận thế nha. Đó, nó sẽ thay vì là mình không biết thì nó đánh theo giống không? Đó. Nó ra đánh dân ca đây, cộng như thế này cũng được ha. Nhấn cộng từ một lúc cũng được, còn nếu không thì mình di chuyển như thế này, cộng này ha. Ra khi nào dân ca thôi. Đánh. Cái này mới giống karaoke này, điệu nó nhẹ. Còn mà cái điệu mà có organ á thì trong này nó phá cách hơn, nghe nó sướng hơn. Đây này. À, cái này là bị thật rồi. Nó ổn hơn đó. Nó đổ mạnh hơn, nó đánh nó cân đối được với cái bậc tiếng này. Đấy thì nó nhỏ quá. Anh không biết chơi rê trưởng hoặc là chi anh hình nhấn trên pot đây, cộng lên. Đó. Khi mà mình ấy mình cài sẵn rồi, sau này có reset đàn lại á thì mình cài lại. Anh và tất cả các bạn chưa thấy thì sẽ thấy ở đây, nhấn là delete asset với là memory thì mình sẽ nhấn cái này 8 này về bên phải, xong mình check cái trên port đây. Đó, ok luôn, là khi mình đổi tiếng này nó không có bị chạy trên port, còn nếu mà mình không nhấn này nó chạy về không rồi lại về bình thường. Nên là ví dụ như cái bài này, Hà Nội niềm tin hy vọng, là bài đó là rê trưởng mà mình chưa có được học rê trưởng thì bắt buộc mình phải chơi ở đô trưởng, thì ví dụ ở đây đấy mình chơi không được, mình cặn lên này, đó thành cái nốt trắng này, màn hình vẫn hiển thị đô trưởng đó. Maxi lô rock này nó sẽ có những cái tiếng ví dụ như là guitar led này. Kèn trumpet đánh thành phố buồn bè cho nó hay sáo nó là buồn saxo đó mình đem theo. Thế là 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1 rồi đó. Không, như không em. Chắc nhịp ok. Giống guitar gì đó. Còn thấy tiếng sát sâu này đánh nó sẽ gừ ra. Nó gào rú ra. Đó. Còn nếu mà mấy nhà nhạc mà nhạc trẻ mấy đứa nó khoái rồi đấy nhờ. Cái bên này nhá, đánh đẩy bên này lên hoặc là kéo xuống. Hết câu là bên này. Đó. Nó thay cho mình đánh nó luyến cho mình à, nó sẽ rung. Nó hỗ trợ nhiều hơn thì cái có một band đó, nên đôi khi mình bước sang đây mà không có người hướng dẫn thì mình cũng thấy nó hơi khó chơi.
nhưng mà nó hỗ trợ nhiều, nó hỗ trợ anh rất là nhiều. Đó, rồi những cái bài em chỉ ở đây, anh biết cách lấy thì anh nhấn son. Đó. Một cái này nữa thôi, anh chỉ cái này nữa thôi. Anh lấy cái ngồi cho thoải mái cũng được. Sample song là cái này. Dạ, yeah, cái song, song là bài hát, nhấn đây, nhấn USB, nhấn song. Dạ, yeah. Ở trong này em sẽ soạn một số bài đây, ví dụ như Áo Mới Cà Mau chẳng hạn. Anh thích bài đó thì anh có thể bật lấy lên xem. Đó. Em làm cho anh. Đó. Tham khảo kiểu là tham khảo thôi. Đó, bài này là anh không cần đánh nữa, rồi nó chạy luôn rồi. Bài ca tết cho em chẳng hạn, đó nó chạy. Đơn giản đó là tôi thích nghe chơi, tôi nghe nó đánh ở trên đàn này thì nó vẫn sướng hơn là so với là đấy. Đó, đêm tả từ rồi có hàng xóm rồi đêm màu hồng. Có thể anh biết một vài bài trong này. Rồi anh lấy anh nghe chơi. Đó, kéo con chuột qua hết chỗ nào đó. Vài cầu nhiều lắm. Đó. Chỗ này con nó về kiểu đấy thì mình tập theo. Đó, nhanh quá thì có thể làm chậm. Đó, mình đánh được chưa? Mình theo nó. Này đánh theo. Đó. Ok.